Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 78 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 2 tháng 9 năm 1945, 2 tháng 9 năm 2023, sáng nay đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng đã đến dâng hương, dâng hoa tại đài tưởng niệm liệt sĩ thành phố. Đoàn đại biểu do Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng dẫn đầu. Cùng đi có Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng. Trong không khí trang nghiêm và thành kính, với lòng biết ơn vô hạn, đoàn đã dâng vòng hoa mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ, danh phúc mặc niệm và dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, những người con ưu tú đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng quê hương, thống nhất đất nước, vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng hôm nay nguyện cống hiến sức mình, phát huy sức mạnh đồng thuận và sáng tạo, ra sức phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, quyết tâm nêu cao tinh thần đoàn kết, tiếp tục đưa thành phố Đà Nẵng ngày càng phát triển, góp phần vào sự nghiệp đổi mới của đất nước.